Có đồ uống nào không cồn hoặc ít cồn không ạ? Ok, để tôi đi vô hỏi liền. Anh bartender ơi. Anh đây. Anh có thể tư vấn giùm em những món nào mà ít cồn dành cho các bạn mới đi bar lần đầu mà. Ok, đây là những món khá là nhẹ nhàng cho các bạn mới lần đầu thưởng thức cocktail nha. Đầu tiên, mình sẽ mở hàng với một món cực kỳ là dễ uống, Screwdriver. Nó gồm có vodka với nước cam thôi ạ. Rất là dễ chịu. Món thứ hai, tăng đô lên chút xíu và cũng là món mà anh rất là yêu thích, chính là Aperol Spritz. Là một sự kết hợp giữa rượu mùi cam của Ý và rượu vang sủi tâm, rất là tuyệt vời, rất là dễ khát, lại thơm mùi của vỏ cam nữa. Món thứ ba cũng là một cocktail của Ý nhưng dành cho khai vị, chính là Americano. Cái Americano là tên cà phê mà anh đúng không? À không phải đâu em, thật ra đó là một loại cocktail đó. Bởi vì đó là một sự kết hợp giữa rượu vỏ cam của Ý, nhưng lần này là Campari kết hợp với lại Sweet Vermouth. Thật ra nguồn gốc chính của cocktail này là một cái tên rất là Ý, nhưng mà sau này người ta thêm soda vào. Và nó cực kỳ phổ biến với những người Mỹ trong thời kỳ cấm rượu. Vì vậy người ta gọi nó là Americano luôn đó. À ok, mà còn cái món nào mà ít cồn nhưng mà nó hơi béo béo ngọt ngọt dữ không anh? Trời ơi, đi uống quán rồi mà không biết mấy cái món béo béo mà anh thích làm hả? Đầu tiên hơi béo một chút xíu đó chính là Amaretto Sour với vị hạnh nhân và chua ngọt. Thêm một lớp lòng trắng trứng béo béo khá là ngon và quyến rũ. Béo hơn nữa thì có hai món quốc dân mà anh luôn luôn nhắc trong những clip trước. Đó chính là Piña Colada nhiệt đới kết hợp với lại rượu rấm. Và Rabot Gin Fizz với rượu gin kỳ tao nhã, nhưng thêm một lớp bánh lăng cực kỳ là mà lem luôn đó. Ok, giờ mỗi lần mà muốn gọi món nào như vậy là em biết gọi cái gì rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Ai còn thắc mắc gì thì cứ nói, tôi sẽ hỏi anh bartender giùm cho nha. Đi bar sành điệu cùng Quyên và Nam nha.